Đây trên cao mình quay xuống thì rất đẹp luôn mọi người. Đây giờ mình sẽ bắt đầu đi phía lên phía trên thôi. Phía đây thì đây là nơi liền đường nha mọi người. Đây thôi giờ mình sẽ bắt đầu đi lên phía trên thôi. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hiện tại là mình đang đứng tại Pháp viện Minh Đăng Quang nha mọi người. Ở đây thì có một ngôi chùa, một pháp viện có kiến trúc rất đẹp. Đây mình chạy ngang thì mình thấy rất đẹp nên mình vào viếng. Giờ mình sẽ đầu quay xung quanh cho mọi người xem. Ở đây thì có khung cảnh rất đẹp luôn nha mọi người. Mời mọi người theo chân mình. Đây từ ngoài cổng mình bước vô thì có một ngôi tháp rất đẹp luôn nha mọi người. Còn phía bên đây thì có một ngôi tháp thờ mẹ Quan Âm, trông thì rất đẹp luôn mọi người. Đây phía xa xa là rất nhiều tháp nha mọi người. Thôi giờ mình sẽ bắt đầu đi phía bên đây trước. Ở đây thì chùa này có rất nhiều, nuôi rất nhiều bồ câu luôn mọi người. Đây đầu tiên mình đi mé phía bên đây trước thì cũng có một ngôi tháp nha mọi người. Ở đây đặc biệt là có rất nhiều tháp luôn. Phía đây thì có một ngôi đền thờ Phật Di Lạc nha mọi người. Phía xung quanh thì có những vị La Hán. Đây cho mọi người xem. Đây. Rất đẹp luôn nha mọi người. Đây. Mình đứng đâu thì mình cũng thấy được những ngôi tháp. Đây thì hôm nay thời tiết thì cũng khá đẹp nha mọi người, cũng tầm 1:30 rồi. Ở đây thì có khung cảnh rất đẹp luôn mọi người. Phía đây là bước lên chánh điện đây. Wow mọi người nhìn trông rất đẹp. Dưới đây thì cũng có một ngôi tháp rất đẹp luôn nha mọi người. Đây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi lên phía trên nha mọi người. Phía trên chánh điện thì xung quanh ở đây thì có rất nhiều ngôi tháp luôn nha mọi người. Đây phía bên đây một ngôi tháp. Còn phía đây thì có 3 ngôi tháp luôn mọi người. Đây nay thời tiết thì cũng rất đẹp luôn. Còn phía đây thì cũng có một ngôi tháp đây nha mọi người. Thôi giờ mình sẽ bắt đầu bước lên phía trên thôi. Đây là Pháp viện Minh Đăng Quang nha mọi người. Khung cảnh thì rất đẹp luôn. Đây cũng khá nhiều bậc thang nha mọi người. Đây mình mới vừa lên được tới phía trên. Đây là trên cao mình quay xuống nha mọi người.
Đây, Pháp viện Minh Đăng Quang này nằm ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đây, trên cao mình quay xuống thì rất đẹp luôn mọi người. Đây, giờ mình sẽ bắt đầu đi phía lên phía trên thôi. Phía đây thì đây là nơi viền đường nha mọi người. Đây. Thôi giờ mình sẽ bắt đầu đi lên phía trên thôi. Phía trên đây là chánh điện tầng 3 nha mọi người. Phía trên chánh điện này thì có những vị Phật ngồi dưới gốc cây. Đây, tình hình mình mới vừa lên được tới chánh điện tầng 3 nha mọi người. Đây, mình sẽ quay một vòng cho mọi người cùng xem. Wow. Đây là chánh điện tầng 3 nha mọi người. Rất đẹp luôn. Đây thì mình chỉ quay cảnh xung quanh thôi, mình không có vô chánh điện nha mọi người. Phía bên kia thì cũng có bảo tàng tháp Tứ Ân. Còn phía bên đây thì có bảo tàng tháp Hồng Ân nha mọi người. Đây, mình đứng trên đây là trên chánh điện tầng 3 là cao hết cỡ rồi nha mọi người. Đây, mình sẽ quay một vòng bên dưới cho mọi người cùng xem. Đây thì những cái cây kiểng người ta trồng trên lưng những chú rùa nha mọi người, rất nhiều luôn. Đây mình cho mọi người xem cảnh xung quanh đây, rất đẹp luôn. Rồi nay thời tiết thì cũng khá đẹp nữa mọi người. Đây mình sẽ đứng trên cao, mình quay một vòng xung quanh cho mọi người xem. Đây là cảnh trên cao, mình quay xuống nha mọi người. Ở đây thì mình chỉ quay cảnh đẹp những ngôi tháp chánh điện phía bên ngoài nha mọi người, mình không có vô bên trong. Bên trong là nơi chỗ người ta tu hành thờ cúng nên mình không có vô trong mình quay được mọi người. Mình chỉ quay những cảnh đẹp phía xung quanh cho mọi người cùng xem thôi. Đây, như vậy giờ mình mới vừa lên trên tầng 3 mình quay xong nha mọi người, giờ mình sẽ bắt đầu đi xuống thôi. Đây, phía đây thì rất đẹp luôn. Trời thì rất nắng luôn nha mọi người. Đây
Đây tình hình là mình đi cũng quay cũng gần hết cảnh đẹp ở Pháp Viện Minh Đăng Qua nha mọi người. Video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn mọi người vào những video sau. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Tạm biệt mọi người.